Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là LG Nexus 5X đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Nay Di động Cao cấp.vn xin thiệu các bạn video giới thiệu về phần cứng bên trong của Nexus 5X, đang qua đó giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Nexus 5X. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến LG Nexus 5X, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 0466750009. Hiện nay Di động Cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa điện thoại LG Nexus 5X hàng đầu hiện nay. Tất cả những lỗi trên điện thoại LG Nexus 5X đều có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại Di động Cao cấp.vn. Đường dây nóng tư vấn hỗ trợ sửa chữa LG Nexus 5X. Xin vui lòng liên hệ 0466750099. Đó. Khi mở được cái Nexus 5X này thì chúng ta sẽ phải tháo, mình sẽ giới thiệu cái video tháo hết toàn bộ ra bên trong. Chúng ta phải tháo rất là nhiều ốc. Rất là may trên Nexus 5X là tháo ít hơn so với Nexus 6. Nexus 6 thì tháo cực kỳ loằng ngoằng hơn rất là nhiều so với 5X. Đó, vậy mình tháo xong phần xương máy. Về phần pin, chứa bảng main của phần xương máy, chứa bảng main của Nexus 5. Cũng giống như các cái dòng điện thoại LG khác thôi, Nexus 5 có cái bảng main rất là mỏng. Do LG sản xuất mà. Bảng main rất là mỏng như này. Đó, vậy là chọn bộ bảng main của Nexus 5 mình đã tháo rời ra như này. Nexus 5X. Và đây là phần black case chứa phần camera. Loa trong, cục rung, pin. Đó. Màn hình. Vậy là chọn bộ linh kiện Nexus 5 mình đã tháo rời ra rồi. Hy vọng qua video vừa rồi, quý hàng có cái hình dung cơ bản nhất về phần cứng bên trong của Nexus 5X. Khi quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm của Nexus 5X, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 0466750099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn.